Happy birthday. Ngọc lên phim nè. Cái đĩa của em thật lên. Ngọc nó cuốn à. Tiếng nó ngoài nè. À, nó vô nó chơi với mèo. À nó vô nó chơi với mèo nè. Ở trong này có bào ngư nữa hả? Dạ vâng. Hồi nãy cắt cho anh, hồi nãy cắt có nói mà. Có hả? Có hả? Có. Như sao là cái YouTube rồi. Wow. Ủa chai này ngon không? Chai này ngon không? Ồ chai này classic cut của cái limited luôn của anh đúng không hả? Ngon kìa, ngon quá. Chai này ngon rồi. Ồ, chó mới hay không? Wow, thì em ẩm anh quay nó thôi. Wow. Con chó này chị mới mua hay dâu? em bé ồ dễ thương quá. Má chị thấy nó mở cửa ra cái nó chích nhẹ xuống rồi xuống. Như vậy? Nó chạy theo. Sáng chị mở cửa chị thấy nó cọ kêu cửa nhà chị. Phải không? Wow dễ thương vậy. Nó cũng friendly lắm nó. Nó friendly giống như Fox vậy á. Em ẩm quay về. Wow, lên em đứng lên đó. Oh man. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nó giống như con fox nha. Baby. Ồ, mấy tháng con này mấy tháng ta? Nó chưa yên đâu, thôi xuống đi. 5 tháng, nó 5 tháng. Để nó chạy dễ thương. Oh. Wow, chó dễ thương người ta. Oh. Wow. That's so cute. Trời nó liếm tay nè, đã không? Liếm nè. Wow. Wow. Dễ thương quá. Con chó dễ thương quá ha. Wow, nó thích chơi dễ sợ. Con này thích dẫn dễ sợ. Kali đâu? Ba đứa này chơi nó hả? Kali. Trời, nó dễ thương không? Wow, con chó này đẹp thiệt á chứ. Wow, con chó này dễ thương thiệt á em. Đẹp. Wow, dễ thương quá. Beverly, you wanna see the new dog? Oh. I already saw it. Oh, you did? Oh, you yeah, did? I picked it up. Where's Beverly? What happened to your lip? Oh, Beverly, con thấy con cháu mới chưa? Oh, ẩm để quay phim coi. Very friendly. Oh, hold it. Drop it. I don't get double money. Oh, ra đây này con. Chó dễ thương quá ha. Oh man. Tiên ôm nó cái nó im rơ à. Tiên ôm nó cái nó im rơ luôn. Nó không dám động đậy gì luôn. Nó sợ tiên thì sao trời. Oh, mặt nó nhìn đẹp quá ha. Wow. You liked me, hả? Huh? Wow, chó dễ thương quá. Good boy. Nó là girl hả? Mặc đồ về mặc girl. Đồ girl. Mặc đồ này mặc girl thì là boy hả? Mặc đồ là girl. Wow, con chó dễ thương quá. Nó là baby hả? Baby 5 tháng nè em à.
Turn. Gang. Nó thích leo lên á, còn ẩm nó lên, Oh yeah. Đừng nhảy ra đó ông Trâm. Wow, dễ thương quá ha. Nó rồi ông Trâm. Chó đẹp ha, dễ thương quá. Ủa này là con chưa hả? À. Tên gì? Hoàng Yến. Wow, tên đẹp quá, Hoàng Yến. Cảm ơn. Tên đẹp quá. English name. You don't know it? Mấy con nói. No, I'm asking. Kiana. Kiana? Tên giống con chó quá. Kiana. Con chó dễ thương quá. Chó này tên gì kia nè? Không biết. Kia nè không biết hả? Kia nè không biết hả? I gave her my own name. Her new name is Cotton Candy. Vui hả? Chó là vui em. Ủa này là anh của chị Châu, tên Trương. Dạ em hả? Ê, đừng nhầm, đừng đông châm. Cái này là gỏi chân gà hả Châu? Ai làm á? Rút xương. Gỏi chân gà mồ hôi. Gỏi chân gà mồ hôi là máu. Ồ, chị Châu rút xương luôn hả? Ba tiếng đồng hồ mới xong cái dĩa này. Trời ơi. Mồ hôi là máu á. Mồ hôi, nước mắt, máu nữa. Có máu luôn, có đổ máu luôn hả? Đổ máu luôn mới ra món này. Trời ơi. Có ai gấp gấp gì cho mình lên coi phim coi nào, gấp gấp gì không? Gấp gấp này để em quay nè. Thì em gấp, em quay em gấp anh ơi. Đó gấp gấp, đó gấp gấp, gấp gấp vô cho anh miếng bào ngư nữa. Đó tự nhiên gấp gấp. Ồ có bào ngư nữa hả? Trời ơi. Này chân gà rút xương. Ồ mẹ. Rau với xoài. Xoài tượng 15 đồng phao. Xoài tượng 15 đồng phao luôn. Trời đúng này là mồ hôi nước mắt đổ máu. Rồi cảm ơn em. Wow. Còn chanh nước mắm gì không? Có nước mắm sẵn rồi. Trộn sẵn rồi ha. Cái gì đó bánh chát nữa kìa. Bánh phồng, Cho anh cái kìa em, cho anh cái bánh phồng này. Cái này sao ấy vậy anh? Hả? Bờ, bánh phồng tô. Cái đó là bánh tắc hở. Cua lột còn cái con cái dụng dụng em. À. Cho anh. Đó, giờ này đó. Ồ, cảm ơn em. Ồ, món chân gà ngon quá. Bánh
He's keeping me in check. Thôi còn cái món này món gì nữa đây anh ca? Món gì vậy châu? Món gì nè? Sashimi á. Oh, man. Nè con nè. Ô con nè. Ủa cái này ăn sao ha cái này? Cái này là gì ta? Cái này là gì? Ủa là cái này là gì lên tịch? Cái này là gì? Đó là mực hả? Mực hả? Cái này là gì lịch? Cái này là gì? Ồ, con cá nhím. Ồ, con cá nóc hả? Ồ, ăn thử coi, để ăn thấy ngon nha. Wow, ngon quá, ăn thử cái này nha. Ngon quá mẹ. Ăn không? Không. Không tanh. Mực này cũng không tanh. Ngon. Còn cái này là bác này là gì vậy không? Bacon wrap thôi hả? Bacon wrap thôi hả? Bacon wrap với chồng là gì? Chicken. Oh, sorry. Con lấy thành thật không? Ăn thử cái này coi. Thịt bò luôn. Thịt bò luôn. Rồi bacon wrap cũng tôm. Ăn tôm luôn. Thử miếng chân gà chị Châu chị làm thử. Nhiêu 2 tiếng hả? 2-3 tiếng mới được dĩa này. 2-3 tiếng mới được dĩa. 2-3 tiếng mới được dĩa này cả ngày luôn á. 15 phút là một bộ. Tô, wow. Một tô á, nửa tiếng á. Một tô nửa tiếng. Đang ăn lẩu. Ủa sao thấy Nhi? Nhi nó bị đau bụng. Nó bị đau bụng. Mắm thôi cả. Ai làm giống không giữ xe. Tiền ra ngoài nè. Wow, cái đó mắm nêm hả lịch ha? Mắm nêm á, ồ. Em chấm mắm nêm ngon, mắm nêm ngon. Ồ, cái dĩa này hay nè, dĩa này Easter luôn nè. Wow. Ngọc được lên phim nhiều á. Ngọc được lên phim nè. Cái đĩa của em thật lên. Ngọc nó cuốn nè. Chấm mắm nêm mà Ngọc ha. Bác không ăn cuốn nêm đâu, không bác không được. Nó ăn no rồi chị ơi. Nó ăn được cái đĩa đó rồi, nó no này. Chứ không ăn cuốn chứ. Wow, nước này ngon, nước này chắc nhúng giấm, chắc ngon nè. Cuốn không? Cuốn. Ủa xong đấy chứ hả? Ồ, chắc là cái gì đi nổi nổi vô nè. Cuốn này mực nha các bạn. Mực nha. Mực với trứng. Ok, one for you, right? Ăn cuốn, ăn cuốn đi. Mực trứng nè, wow. You sound like a YouTuber. Wow. Ngon, ngon. Ngon anh Cương. Tiên có ăn này không Tiên? Ngon con. Ăn thử coi. Ăn này nó right here. Sushi. Try.
I'm making fries. Bacon wrap shrimp. Oh. Bacon shrimp. You don't eat shrimp? You don't eat shrimp? Wow. Hello, hello. Mày ngon. Trứng hả? Món trứng xong hả? Bây giờ bây giờ trứng xong. Tấm nước mắm gừng là giống như chả mắm. Cái trứng đó là trứng đâu mắm tiền á. Này chấm nước mắm gừng á, chấm như chả mắm. Wow, ngon ngon á. Bà còn hư nó dài hả? Ủa không không cái mực thì mực gì mà nó không có giống mực bình thường không? Em đâu biết đâu. Khít đồ cái gì anh ra? Khít đồ khít. Nhưng mà nó là nó cái chỗ mà phi lê ngon nhất thì nó dai thôi. Ồ, nó sực sực. Wow. Ngon mềm mềm ngon. Ngon á. Dạ nha. Ừ, hết sợi, hết sợi. Ok. Ủa trong này có bào ngư nữa hả? Dạ vâng. Hồi nãy cắt cho anh, hồi nãy gấp có nói mà. Có hả, có hả? Có nói luôn rồi đó. Đây hả, đây, đây không? Ồ, bào ngư. Chỗ khác, chỗ khác. Nó chồng nó đi luôn. Hả? Wow. Qua lễ khuya ha. Ngon 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 ngon. Ngon mà. Hôm qua có đi lễ không? Wow, giống nữ hoàng vậy ta. Ngọn ghế giống nữ hoàng vậy ta. Wow, chó này giống Fox ha, đẹp lắm. Ủa cho nó ăn gì cho? Đồ ăn chó thôi hả? Nó có ăn steak không? Ủa chó này nó friendly nuôi được nè ha. À, ăn nó quen là mệt đó. Wow, cái loại chó này hay nè ha, loại chó này nó cái loại chó này nó friendly nè, nó loại chó này hay nè. À. Nhưng mà nó còn lớn nữa không chị dâu? Nó nhỏ vậy thôi hả? Hello, hello. À, nó vô nó chơi, với mèo. À, nó vô nó chơi với mèo nè. Ô. Mèo chạy mất rồi. Meow meow.
Even, 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 even. Chỗ này. Even, even, even đâu rồi Vi? Kêu Even ra ăn coi. Ủa chai này classic cut của cái limited luôn của anh đúng không hả? Mà khao lên khỏi chê rồi. Ồ. Cái ở dưới anh. Ngày xưa em báo hay ngày xưa không? Died she dying? Memory had no, don't. Memory had frick you. Memory had frick you. Memory had frick you. Hello. Hello, Elon. Hello. Hello. Hi. What are you guys doing here? Playing Undertale Tower Defense and watching Undertale Yellow. Ah, okay. Ủa em kêu lại. Tên gì? Kéo cái bàn ra xíu anh cả. Quân ơi. Vô ngồi em là mấy rồi nè. Em nè giúp em hả? Ready Quân. No, it's okay. You okay? Ready anh cả. Yeah, you okay? You can sit on that one. Oh, bánh. Bánh này hay rồi ta, bánh này làm hình dáng lạ lạ ta. Quân mới chọn bánh này. Ồ, cái style hơi lạ lạ nha. 85 hả?
ha, bánh sinh nhật thấy lạ lạ không ha. Rồi sinh nhật ai đây? 18 là Quân hả? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Lạc Quân, happy birthday to you. Woo! Woo! 1, 2, 3, go! Yay! Rồi ai hỏi nữa không? Ok, now Châu 98. Oh, wait, what? 90. Who's 90? À, nãy 18 giờ tới 19. À, giờ mới để ý nè. Oh, yeah, 64. Who's 19 giờ Thái Lan? Who's 19? Who's 19? That's a four right here. 19 rồi. 19 đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to chị Châu. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to chị Châu. Happy birthday to you. Thôi thôi. Rồi, who you 20? 21 đi, 21 nãy mình có số luôn. 21 mình có số đó. No, nhưng mà chắc người kế tiếp là chắc là mới có 5 tuổi à. Mới 5 tuổi hả? 5 years old hả? Who's 5? Who's 5? We're past 5. We're all 5. We're all 5. Okay, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, right. Bắt chân ra đây, chụp hình, chụp hình. Bao thơ, bao thơ. Chụp hình luôn á, chị Châu. Ok, chơi. Chơi luôn, chơi luôn. Con chó nữa, không thôi đi. Rồi, ba. Rồi, để đi rượu nữa, để đi rượu kế con ba luôn. Rồi, đi. Muốn làm chó. Chơi, đi nhau vô. Rồi, đi nè. Đồng quá. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ one more time, happy birthday for all three, ok? Oh, one more time, all three luôn hả? We have 54, we have 18, number 8, okay? Watch, okay? And we have number 9, where's number 9? Number 9 là ai? Number 9 là ai? Cái blue one, okay? Blue one? Đó, đó là blue à. Bây giờ mấy đứa nhỏ hỏi nha, you guys gonna blow, okay? You wanna go? Yeah. Yeah? Rồi. Together, okay? Happy birthday to you, 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 happy
nhiều thôi đừng thổi nữa. Thôi mấy nhỏ thích thổi mà. Nhưng mà đi cây nó xuống tới lái. Rồi có ai thổi? Không không lâu đâu. Raise your hand if you wanna blow. Chị thổi nha. Ok nhỉ. Hát lên ngoài đi dùng một ba. Cái này thổi đi. Yeah. Okay. Who wanna blow? Các bánh đây, các bánh các bánh quay các bánh nè. Rồi các bánh. Ai bị sưng? Không thuốc hả? Con chó. Khác sẽ nó đi vậy à? Chó liếm là xong rồi. Không. Nó chạy ra. Bự quá anh coi, bự quá. Bự quá à. Không đủ bánh đó chứ. Cắt nhỏ thôi, mỗi người miếng nhỏ nhỏ thôi. Ê, thằng Quân mới chọn cái bánh này á. It's I'll take it to you. Rồi, này nè. Nhỏ nè. Yes. It's awesome. Gì ăn không? That's the Đặc Quân choice. Thằng Huy nó không ăn một miếng đâu đâu bác. Hả? Chó dễ thương à. Ồ, cảnh này đẹp chứ trong phim luôn nè. Dưới đây, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.